Tôn Sách, người nói đi, người cần bao nhiêu tướng sĩ? Tôi chỉ cần 4 người. Trinh Phổ Hoàng Cái, Hàng Đan Tổ Mậu. Còn những người khác thì không cần. 4 người này là tướng lĩnh cũ của lệnh tôn Tôn Kiên hả? Chủ công, họ không chỉ là tướng lĩnh của Tiên Phụ mà còn là thúc bá của Tôn Sách tôi. Trình Phổ Hoàng Cái, Hàng Đan Tổ Mậu. Dạ. Các người có đồng ý đi theo Tôn Sách không? Mạc tướng đồng ý. Được. Vậy các người cứ việc đi đi. Tạ chủ công.